Chào tất cả các bạn. Chắc hẳn rằng chúng ta đã từng xem một video clip ca nhạc trên YouTube thì chúng ta gặp những trường hợp như là tốc độ nó hơi nhanh quá hoặc là hơi chậm, hoặc chúng ta thấy tông nhạc nó cao quá hoặc nó thấp quá. Thì giải pháp chúng ta là gì? Một là chúng ta vẫn ráng, chúng ta nghe, hoặc là chúng ta tìm một clip khác chúng ta nghe, đúng không ạ? Thì trong clip ngày hôm nay, Khoa Hưởng sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cái cách mà chúng ta tăng tông nhạc, giảm tông nhạc, mà hoặc là tăng cái tốc độ bài nhạc lên hoặc là giảm tốc độ bài nhạc lên bằng cái trình duyệt có tên Google Chrome. Chúng ta thấy đây. Rồi, bây giờ đầu tiên để làm được việc đó, các bạn sẽ tải cho mình một cái tiện ích, một cái add-on đó. Chúng ta vào đây. Rồi, chúng ta vào nút ba chấm ở góc trên bên phải của trình duyệt. Chúng ta chọn cái tiện ích mở rộng, chọn truy cập cửa hàng Chrome trực tuyến. Rồi, tại ô tìm kiếm này, các bạn gõ cho mình một cái từ khóa, đó là Transpo. Chúng ta hãy đọc là Transpose đó. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy có một cái tiện ích là Transpo nào. Pick Speed. Các bạn nhấn vào đây. Và chúng ta sẽ cài cái này vào cái trình duyệt. Chúng ta nhấn Add to Chrome này. Đây. Rồi. Trình duyệt nó sẽ hỏi có thêm không. Chúng ta nhấn thêm. Chúng ta chờ chút xíu. Rồi. Chúng ta thấy ở góc trên bên phải, nó biểu tượng Transpeed này, nó đã báo đã thêm. Thêm. Rồi. Chúng ta cài xong. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại YouTube. Lấy ví dụ như là vào cái kênh của mình Karaoke đời cho em những nốt nhạc vui. Đó, chúng ta thấy là cái tốc độ nó rất nhanh. Bây giờ chúng ta vào góc trên bên phải, chúng ta thấy có cái biểu tượng này, cái miếng ghép nè. Chúng ta chọn cái câu này, chúng ta nhấn ghim luôn đi, ghim này để nó ra ngoài một ngày luôn. Rồi, ta nhấn vào đây. Rồi bây giờ chúng ta muốn chậm là chúng ta thấy speed này, cái tempo nè, chúng ta cứ bấm trường cái coi nè. Rồi 90 đó, chúng ta thấy nó chậm hơn. Rồi chúng ta có thể tăng chậm nhanh theo ý của mình để mình nhanh hơn. Thấy không? Rất là tiện. Rồi, trong trường hợp mà chúng ta nghe một cái bài nhạc mà chúng ta thấy là cái bài đó nó khá là cao, chẳng hạn ví dụ như mình làm cái bài đây, karaoke. Rồi, giả sử cao hay thấp, chúng ta nhấn góc trên bên phải. Đây, giảm cửa tông nè. À, chúng ta thấy đã giảm nửa tông rồi đúng không? Tiếp tục. À, mình tạm thấy nó cao quá, mình lại tiếp tục. À, thầy cô lên lớp, thầy cô cho học sinh hát, mà nếu như là cái video clip nào hoặc cao hoặc thấp quá, thầy cô có thể dùng cách này để điều chỉnh cho học sinh, vừa giọng học sinh mình. Ngoài cái transpo sẽ giảm theo tông nhạc và tốc độ ra, nó còn có theo pitch, tức là chúng ta giảm cái độ chênh đó, chúng ta trong âm nhạc chúng ta hay gọi là chênh cái độ Kuma đó, thì chúng ta có thể chỉnh ở đây, chỉnh theo cái tần số. Rồi ngoài ra nó còn thể cho phép là mình lúc, tức là lặp lại, lặp đánh dấu. Ví dụ như mình lặp lại từ 1 phút 14 giây đến 2 phút thì nó sẽ nghe từ 1 phút đến 2 phút, nó lặp đi lặp lại theo cái chỗ đánh dấu như này. Mà có rất là nhiều cái tính năng khác thì thầy cô nghiên cứu tự khám phá. Thì đây là video ngắn gọn, mình hướng dẫn cho các bạn, các thầy cô, cái cách mà chúng ta nghe một cái bài nhạc trực tuyến trên YouTube hoặc thậm chí trên nền tảng khác cũng được, chứ không riêng gì YouTube. Miễn là chúng ta dùng đúng cái trình duyệt Google Chrome này và chúng ta dùng cái tiện ích add-on này, chúng ta có thể tăng tông, giảm tông, tăng tốc độ, giảm tốc độ đều được. Rồi, nếu các bạn mà có vấn đề gì hoặc là trở ngại gì, chúng ta comment về bên dưới, Khoa sẽ hỗ trợ giải đáp cho các bạn.
Chúc các bạn thành công.